từng ngày dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình coi nhau như bạn, chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn. Chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên chạm, ném hết đi những ưu phiền kém qua. Những năng lực number one chân và dâu cũng đào sẵn phái bật tung năng lượng. Đấy, ông thấy chưa? Đâu phải cặp đôi nào yêu nhau muốn hôn nhau ngay từ lần đầu tiên là được đâu. Ông làm sao biết được cái cảm giác đấy? Ông đã bao giờ như thế chưa? Chưa. Ông Nguyên đâu? Sao tôi xưng ông lại ở đây? Rồi, từ nãy giờ bà nằm cứ toàn nói mấy câu chuyện xàm xí. Tôi thấy vơ vẩn quá, nó bỏ đi rồi. Nên là tôi vào đây tôi ngồi. Nhưng mà ông vào đây làm gì? Để xin bà ý kiến về những câu chuyện rắc rối khó xử của các cặp đôi, của bản thân tôi. Ông đã yêu rồi á, mà có chuyện khó xử? Chưa. Nhưng mà thôi, hôm nay tôi có một việc này muốn thú thật với bà. Tôi và Thủy My đã qua đêm với nhau. Hai người đã... Đúng tình. Chuyện là như thế này. Tối hôm đó tôi và Thủy My phải qua đêm với nhau trong một căn nhà hoang ở dưới Hải Phòng của bọn buôn ma túy. Nhưng mà khổ nỗi chúng tôi lại đang đóng giả cặp đôi yêu nhau. Thế nên là chúng nó nhét hết bọn tôi vào một căn phòng trống. Và câu chuyện là... Chúng mày biết luận quý bà rồi đấy. Trai gái hay đừng ngủ với nhau. Đêm còn dài lắm đấy. Liệu mà thức với nhau nhá. Nhưng anh ơi, cái chỗ này nó cứ trống hơ trống hoác ấy. Nhớ có ai nhìn trộm thì sao ạ? Ôi làm như báu bở lắm đấy. Liệu mà thức đi nhá, anh đi đây. Anh ơi, mình làm gì từ giờ đến sáng nhở? Đi ngủ chứ làm gì? Anh buồn ngủ lắm. Ê, nhưng mà em không ngủ được. Em sợ ma gì? Sợ quá thì thức canh cho anh ngủ. Không phải, mà là em khi ngủ hay bị ngáy. Mà em ngáy to thì thế nào chúng nó cũng biết là mình không ngủ được ngay. Ôi, em con gái con lứa nhìn mặt thì xinh xắn mà sao vô duyên đấy. Lớn từng này tuổi đầu còn ngáy. Mà thôi, anh đi ngủ đây. Ê, không được. Bây giờ anh mà đi ngủ, em thức một mình em buồn lắm. Với cả anh không sợ tí nữa em ngủ gật à? Em mà ngủ gật rồi em lại ngáy, rồi chúng nó phát hiện ra, rồi vào xử tử mình vì tội ngủ với nhau à? Em đã có cách. Để cho anh hết buồn ngủ ngay. Dậy, bây giờ chúng mình sẽ tập thể dục. Dậy dậy dậy. Em chống đẩy trên giường, còn anh căng cơ dưới đất. Ok. Ok ok. Ui dồi. Nào, hiệu lệnh nhá. 2, 3. Ôi, sao lên, lên đi, chịu đau này. Đau quá, nhẹ nhẹ thôi. Một lần nữa. Nhẹ nhẹ thôi. Ra chưa? Tôi căng ra chưa? Ra rồi anh ạ, về quá. Sao lại cẩn thận? Hay là mình đổi động tác khác tập tiếp đi. Như thế nào? Bây giờ anh trên giường gập bụng, em dưới đất căng cơ. Được. Ê, chuẩn bị chưa? Rồi. Hay. Hực. Hay. Hực. Hay. Hực. Hay. Hực. Thế là đêm hôm đó, tôi cùng cô bạn công an xinh xắn Thủy My đã có một đêm thức cùng nhau đáng nhớ. Này, không ngờ mới phát động cuộc thi được có một lúc mà đã có hẳn mấy bài dự thi chất lượng thế này. À không được rồi, anh phải dừng cuộc thi lại ngay, không chúng nó đòi phần thưởng đấy. Thông báo tới cả công ty, cuộc thi kể chuyện về những tình huống khó xử của các cặp đôi mới yêu đã kết thúc từ lâu. Nhưng do anh nhầm lẫn, sai sót này là của anh. Anh xin hứa sẽ rút kinh nghiệm để lần sau thông báo chính xác hơn. Chúc tất cả một ngày làm việc tốt lành. Rút kinh nghiệm. Sai rồi, xin lỗi cậu là xong. Thế là như nào? Này,
tôi ngửi thấy mùi. Ờ không, không phải tôi. Không, không phải mùi của bà. Mùi của lão Quyết. Tuy ông không được thông minh, nhưng mà mũi thì thấy ngang ngửa cửa hò đấy. Được, tôi sẽ đi điều tra vụ này. Nước tăng lực Number One chanh và dâu với taurin, inositol, vitamin và caffeine giúp bạn cuộn trào sảng khoái, bật tung năng lượng để chinh phục mọi thử thách. Nước tăng lực Number One chanh và dâu cuộn trào sảng khoái, bật tung năng lượng. Kể ra, lúc đầu nghe cái đề bài anh nhận được, em chẳng nghĩ được cái gì cả. Thế mà may, nghe được mấy đứa ở công ty anh kể chuyện, em mới nhớ ra, hồi mình mới yêu nhau cũng đầy chuyện khó xử hơn gì nữa. Đúng là như thế đấy, anh cũng vừa nhớ ra một chuyện. Còn chuyện của em là gì? Anh này, không nhớ à? Hồi đầu Yến Chi nó nói với anh là con gái thích lãng mạn, xong anh lôi em ra chụp cái bộ ảnh à, hot girl trẻ bưởi. Không được, không được em ơi. Tạo dáng khác đi. Anh bảo này, bây giờ là em lùi ra một tí. Rồi, đứng đấy, đứng đây, đúng rồi. Bây giờ cái cổ em ngửa lên. Ngực ưỡn ra. Mông cong lên tí nữa. Rồi, đứng yên nhé. Nào. Anh ơi, nhanh lên, lâu quá. Đây. Ôi. Rồi, đây, em xem đi. Đẹp không? Ui, đẹp thế. Nhìn đẹp ra gì chứ nhở? Đương nhiên. Nhưng mà này, thế em chụp hình này thì liên quan đến việc bán hàng của em? Ủa, em nói thế là không biết gì rồi. Bây giờ nhá, đang rộ lên rất nhiều những cô hot girl. Ví dụ như là hot girl bán thịt lợn, hot girl bán kem mút, hot girl bán thịt xiên nướng, vân vân và vân vân. Một khi các cô ấy đã nổi tiếng, đồng nghĩa với việc cửa hàng của các cô ấy cũng nổi tiếng và rất đông khách. Ôi, nói như anh thì em sẽ nổi tiếng, rồi em kiếm được nhiều tiền đúng không? Chính xác. Nhưng mà mấy tấm hình này anh thấy bình thường quá. Chúng mình phải tìm ra một cái bộ ảnh nào đó độc và lạ hơn. Xem nào. À, đây rồi. Em chui vào đống than kia cho anh. Lăn lộn, khi nào mặt đen gần hết, chỉ hở ra hai cái mắt, rồi quần áo rách tả tơi, lúc đó anh sẽ chụp, ok? Em không chụp đâu. Anh mà thích làm nghệ thuật thì anh tìm người khác mà yêu. Ê, thế em không làm hot girl trẻ bưởi nữa à? Em không thèm. Anh xem, từ bé đến lớn em chỉ bươn trải kiếm tiền, chứ có bao giờ làm gì về nghệ thuật đâu. Tự dưng hôm nay lôi người ta ra để làm gà thui. Nói thật với em, anh cũng có thích mấy cái thứ phù phiếm xa hoa đâu. Chẳng qua là Yến Chi nó xúi anh làm thế đấy. Anh này nữa, anh phải hiểu ấy. Em khi yêu một người, chỉ cần làm sao người ta có cùng chung chí hướng, hai cái đầu chụm lại, người kiếm ra thật nhiều tiền, thế là em hạnh phúc rồi. Quyên, em đúng là người phụ nữ thông minh và xinh đẹp nhất thế gian. Anh phải nói là anh là người may mắn nhất thế giới chứ. Ừ nhờ. Ừ nhờ, đúng thật. Hồi đấy do mình không hiểu nhau, thành ra cứ hay bày trò làm khổ nhau ra. Chả thế nữa. Mà chuyện anh định kể là chuyện gì đấy? Hồi đấy mình đã hiểu nhau chưa? Mình hiểu nhau quá rõ rồi ý. Em còn nhớ lần mình sang nhà anh Hoàng ăn lẩu gà không? Ê, anh đến rồi đây. Trời ơi, nhà một đống đồ, anh còn mang những cái gì đến này? À, đây là quần áo anh mua cho anh. Trên đường đến đây thấy người ta giảm giá khiếp quá nên anh ngục luôn. Anh mang đồ lên đây làm cái gì? Anh mua đồ cho anh để dưới xe ấy. Mà chẳng nhẽ hôm nay anh đến đây tay không đấy hả? Anh Hoàng tính không giống như tính em đâu nhá. Rồi ạ, có ai đâu lần đầu tiên đến nhà anh người yêu lại ăn trầu ấn trực bao giờ không? Làm gì có chuyện anh đến tay không. Anh Hoàng đã lo cái lẩu gà rồi thì anh sẽ lo chuyện hậu lẩu gà. Úi, hiểu em hôm nay ga lăng thế. Chuyện thế hôm nay anh mang cái gì đến? Rượu vang hay là hoa quả? Mấy cái thứ đó nó quá tầm thường. Em biết rồi đấy, gà dạo này ăn dai lắm, rất hay rất răng. Chính vì vậy, anh đã chuẩn bị một gói tăm xỉa răng. Để ăn xong, chúng mình cùng xỉa răng sạch lợi, cho đỡ phải đến nha khoa. Anh check bảng giá dịch vụ nha khoa rồi, đắt đỏ lắm. Anh đúng là... người yêu em. Mấy đứa vào ăn đi, đồ ăn xong rồi đấy. Dạ vâng ạ. Gà nhà anh to thật đấy, em ăn nó căng hết cả rồi. Chuyện, gà này không phải gà đi bộ bình thường. Gà này của anh nó biết xuống tấn, mà tập cả gym đấy. Vì vậy chân nó to như chân gà điểu. Công nhận bác nuôi gà mát tay thật đấy.
Thôi ăn uống no nê rồi, anh em mình dọn dẹp thôi nhỉ. Đây cứ để em, để em ạ. Ấy, hôm nay chú là khách, chú cứ dọn nước đi, để anh với Quyên dọn. Không, em không phải là tranh dọn. Ý em là... Quyên, vào lấy hộ anh cái túi ni lông. Để làm gì? Để anh mang nước lẩu về, mai còn nấu mì ăn. Nhanh. Này. Dạ. Nghe Quyên nói chú là giám đốc, sao mà kham khổ vậy? Vâng, em là giám đốc, nhưng cái gì tiết kiệm được, mình phải tiết kiệm triệt để chứ ạ. Được, anh để cái sự giản dị của chú. Tiện đây trong tủ lạnh anh vẫn còn ít đồ ăn đấy, nếu không ngại chú cứ mang về dùng. Thật ạ? Thế thì em ngại gì? Của anh này. À này 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 này, vào lấy cho anh thêm mấy cái túi nữa. Rồi ạ, đến nhà người ta ăn, còn mang đồ về. Anh cũng muốn như thế đâu. Tại ngoài anh gợi ý đấy chứ. Bây giờ mình mà từ chối, anh ấy lại bảo mình kiêu ngạo thì sao? Gớm nữa. Tôi biết thừa. Anh tiết kiệm như thế, mừng. Nhưng mà có biết hôm nay là ngày gì không? Không. Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày của chúng mình yêu nhau đấy. Thế cho nên à, em ấy nhân nổi lẩu gà của anh Hoàng, gọi anh đến đây để ăn mừng 100 ngày đấy. Ôi trời ơi, đúng là con lợn đất của anh. Tiết kiệm thế là cùng, lại đây anh thơm mới nào. Hai cái đứa này dám bày trò để thịt mất con gà của anh. Được lắm, chúng mày đứng lại đây. Ôi, chạy. Quả đấy anh chạy té khói, nhớ như in vào ruột. Nhưng mà này, thế bây giờ anh đã đủ chất liệu để trả cho khách hàng chưa đấy? Với cả, em có được một chút lợi nhuận nào trong cái hợp đồng này không? Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà để tránh mang tiếng là ăn cắp chất xám của chúng nó, anh sẽ dựa trên những chất liệu này để dựng lên một câu chuyện mới, tựa tựa như thế để trình bày với khách hàng. Xem nào. Đúng rồi. Đây sẽ là một câu chuyện về một cặp đôi nghèo mới yêu nhau. Vì là chưa hiểu nhau nên rủ nhau đi chụp hình. Và rồi chàng trai dốc hết tiền trong túi, mời nàng đi ăn nhà hàng. Nhưng nàng lại dỗi bỏ về, rồi lại rơi vào tay bọn buôn ma túy. Chàng trai không ngại khó khăn, lao vào hang ổ của bọn chúng để cứu cô gái. Cuối cùng, chàng trai và cô gái đi đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ dưới sự chứng giám của anh trai cô gái. Thế nào? Nghe em giỏi quá. Chuyện. Thôi, anh đi gặp khách hàng đã. Em ở nhà chờ tin vui nhá. Trời ơi, may quá chúng nó không có ở đây. Mà cũng không ngờ được câu chuyện của mình lại hấp dẫn đến thế. Khách hàng trả tiền trước là còn thưởng thêm. Không được, phải cất vào phòng của mình, gọi Quyên đến chia tiền mới được. Cái gì? Mấy đứa tự dưng xuất hiện làm anh giật hết cả mình. Có tật thì mới giật cái mình. Tật gì? Anh không phải chối, bọn này biết hết rồi. Biết gì cơ? Biết chuyện anh giả vờ thi thố để ăn cắp ý tưởng của bọn em. Thế sao mày đều biết? Chính tai em nghe thấy anh và bà Quyên còn tổng hợp lại ý tưởng của bọn em lại làm một rồi đưa cho khách hàng. Thôi được rồi. Vụ này anh mà chia không đều thì đừng trách bọn... Bình tĩnh. Anh chia cho mỗi đứa 1/5 là được đúng không? 5 á? 1, 2, 3, 4. Đây có 4 người mà chia 5 á. Anh ăn 2 phần á. Anh nghĩ gì? Thì 1/4. Mỗi đứa 1/4 được chưa? Này, cậu 2 tờ. Cô 2 tờ. 2 tờ. Anh 2 tờ. Đấy, cậu 2 tờ. 2 tờ. 2 tờ. Mỗi người 1 tờ. Sao? Từ từ. Vẫn có gì đấy sai sai. Gì đâu mà sai. Clip hay như thế, ý tưởng hay như thế mà chỉ được từng ngày tiền á. Thế thôi. Anh em đâu? Đè lại nó. Này. Tao nó còn giấu ở đâu đó. Chân lên kia. Ây à. Đâu rồi? Đi. Ôi ơi, chân bên kia. Không được. Không được cái gì? Im mồm. Các anh chị em tìm tiếp đi. Đây. Bên kia. Để tôi. Đây rồi anh em ơi. Ai, rút ra.
còn không, xem còn không. Hết rồi. Đây chị em, giết. Hết rồi. Lấy tiền rồi con anh ạ. Anh xin. Từ một lần giữa vòng vai nhau xem đời làm sao. Đặt một lần trong tay niềm tin đi xem đời làm sao. Ước mơ chung đi tan cho ta xem ta thế nào.